Rồi, xin được chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với chương trình webinar Kết nối tài năng Việt, là chương trình diễn ra vào lúc 21 giờ Việt Nam hàng đêm tại www.chivaodanh.com, do đội nhóm Nuôi Việt Toàn Cầu thực hiện. Tối ngày hôm nay thì một lần nữa Phương rất là vinh dự được thực hiện webinar này cùng với các anh chị. Hôm nay trên webinar Phương thấy là có rất là nhiều gương mặt mới các anh chị, cho nên là mình bắt đầu bằng cách xin được giới thiệu sơ lược của bản thân. Phương hiện giờ đang là Product Manager của thị trường Việt Nam. Trước đây thì mình có 10 năm sinh sống học tập và làm việc tại Anh. Phương có trong tay bằng cử nhân về kinh tế và quản trị kinh doanh từ Oxford, là một trong ba cái đại học hàng đầu thế giới. Và khi tốt nghiệp năm 2008 thì Phương cũng có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại JP Morgan, là một trong năm cái tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Đầu 2012 các anh chị thì Phương quay về Việt Nam, tại vì mình mong muốn tìm kiếm một cái công việc cũng như là một cái môi trường làm việc mà nó phù hợp hơn với những cái nhu cầu và tiêu chí cũng như là những cái sở thích và mong muốn của mình ở trong cuộc sống. Và từ tháng 10 2013 cho tới bây giờ đó, sau 6 tháng nghiên cứu rất là kỹ về Nu Skin, cũng như là sau một cái chuyến mà Phương và mẹ của Phương, cô Trần Bích Nga, cùng nhau sang Provo, Utah, nước Mỹ đó, để thăm tận nơi trụ sở công ty và dự cái hội nghị kinh doanh toàn cầu năm 2013 của công ty mình. Thì từ tháng 10 2013 đến nay, Phương đồng hành toàn thời gian cùng lại công việc Nuskin. Ngày hôm nay các anh chị, thì webinar lúc 21 giờ Việt Nam, Kết nối tài năng Việt của mình, nó là bước số 3 ở trong cái quy trình làm việc 123 mà hiện giờ đội nhóm Nuôi Việt mình đang thực hiện ở trên toàn thế giới. Nếu như hôm nay các anh chị là người mới đó và mình chưa rõ quy trình 123 là gì, các anh chị vui lòng hỏi người bạn hướng dẫn mình vào nghe webinar. Đây đơn giản là một cái quy trình làm việc các anh chị, mà nó có thể cho phép nhiều người sao chép và nhân rộng một cách hiệu quả, và nó tự động hóa những cái bước mà lúc trước là thế yếu, là những cái điểm yếu của ngành network marketing, đó là bước mời, bước thuyết trình và bước follow up. Lúc trước các anh chị thì con người mình khi mà nói đó, mình dễ nói sai và nói quá sự thật, cho nên là nó dẫn đến nhiều rất là nhiều những cái bất cập ở trong ngành network. Còn bây giờ đó, mình tự động hóa tất cả mọi thứ để ai ở bất kỳ đâu, bất kể nền tảng gì, các anh chị cũng có thể làm được công việc này một cách hiệu quả nhất. Cho nên là để hiểu rõ thêm về quy trình 123, các anh chị vui lòng hỏi người bạn đã giới thiệu mình vào nghe webinar ngày hôm nay. Chủ đề webinar ngày hôm nay các anh chị, như là mình đã chia sẻ trên Facebook và như là các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình hiện giờ, mình sẽ cùng nhau, bởi vì hôm nay thứ ba là chủ đề về sức khỏe và đời sống, là mình chia sẻ những cái thông tin kiến thức về khoa học Aislog, về những cái dòng sản phẩm của công ty Nuskin, những cái ứng dụng khoa học vào việc làm sao là mình cải thiện được sắc diện, vóc dáng cũng như là cái chất lượng cuộc sống của mình thông qua việc chăm sóc và dinh dưỡng cho bản thân tốt hơn. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là sản phẩm của mình các chị thì nó không có chữa bệnh, đúng không ạ? Bởi vì mình là thực phẩm bổ sung các anh chị, cũng như là những cái sản phẩm về dưỡng da. Tuy nhiên là mình có rất là nhiều sản phẩm có thể hỗ trợ cho cơ thể của mình cũng như là da của mình, làm sao để có thể quay lại cái trạng thái cân bằng các anh chị, trẻ trung, làm sao để các cái cơ chế ở bên trong cái cơ thể sinh học của mình có thể hoạt động hiệu quả và trẻ trung trở lại. Thì khi mà cơ chế trong da hay là trong cơ thể của mình nó hoạt động được cân bằng và hiệu quả các anh chị, nó sẽ giúp cơ thể của mình đẩy lùi một số những cái vấn đề, ví dụ như là về da, ví dụ như là về mỡ thừa, cân nặng, về lão hóa cái gì và những vấn đề khác liên quan đến lão hóa. Cho nên là chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ, nó giúp cho cơ thể của mình và làn da của mình có thể đẩy lùi được hai cái vấn đề mà Phương nghĩ là hầu hết các chị em phụ nữ, dù mình là bất kỳ ai, độ tuổi nào, nhất là từ tuổi 30 trở đi các chị, thì hầu hết mọi người đều rất quan tâm, đó là vấn đề nám và tàn nhang ở trên da. Và để có thể hỗ trợ mấy anh chị em mình trong cái chủ đề ngày hôm nay, thì Phương có mời sự có mặt trong nửa tiếng đầu tiên các anh chị, thì mình sẽ nghe Emerald Executive Nguyễn Thị Hương, là một trong những nữ doanh nhân thành công các anh chị, và đã có 25 năm trong ngành bất động sản cũng như là 10 năm trong ngành tư vấn tài chính. Nhưng mà quan trọng hơn cả là từ khi đồng hành cùng với lại Nu Skin từ tháng 8 2012 cho tới giờ đó, thì cô Hương cũng là một trong những lãnh đạo nòng cốt của thị trường Việt Nam, và cũng là một trong những người mà có cái tình yêu sản phẩm rất là lớn đối với lại tất cả các dòng sản phẩm của công ty Nu Skin. Và bản thân cô Hương cũng như là gia đình cô Hương đó, thì cho tới bây giờ có thể nói là đã thử ngót nghét khoảng 100 loại sản phẩm của công ty Nu Skin mình luân phiên theo qua thời gian các anh chị, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Tức là nửa tiếng đầu tiên các anh chị thì mình sẽ được nghe những cái chia sẻ thú vị từ cô Hương liên quan đến cái sản phẩm mà giúp chúng mình hỗ trợ về vấn đề nám tàn nhang, và nửa tiếng sau á thì cô Hương và Phương, và với sự có mặt của một vị khách mời đặc biệt là chuyên gia dinh dưỡng Aloha,
trong đội nhóm đơn vị của mình hiện giờ đang sinh sống và làm việc ở tại Mỹ. Thì từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ Việt Nam các anh chị, thì tụi Phương sẽ cùng nhau giải đáp những câu hỏi của các anh chị, có thể liên quan bất kỳ vấn đề gì các anh chị, mặc dù hôm nay là ngày về sức khỏe và đời sống đó, các anh chị có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì, cho dù đó là câu hỏi về hệ thống hay là kinh doanh, và đương nhiên là tất cả câu hỏi về sản phẩm, đúng không ạ? Cho nên là để bắt đầu thì Phương sẽ xin phép mở micro để cô Hương sẽ cùng mình chia sẻ về cái chủ đề rất là thú vị ngày hôm nay. Rồi, dạ alo cô Hương ơi. Alo, alo, Phương nghe không? Phương nghe dạ. Không? Dạ, chào cô Hương, con nghe rất rõ. Chào mừng cô Hương tới với Webinar. Dạ. Ok, rồi, cảm ơn Phương. Dạ. Thì hôm nay xin chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt trên Webinar ngày hôm nay. Dạ. Thì mình, bạn Phương cũng đã giới thiệu khá kỹ về mình rồi. Thì thực sự thì hôm nay rất là vinh hạnh được cùng bạn Phương lên đây để chia sẻ với các bạn trong cái chương trình cái này gọi là sức khỏe và đời sống hả Phương? Alo. Đúng rồi cô. Thì thực sự ra thì mình cũng như bạn Phương chia sẻ rồi á, thì mình là Nguyễn Thị Hương và mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng có 25 năm trong ngành bất động sản và 10 năm trong ngành tư vấn về tài chính. Thì cái cơ duyên mà mình biết đến Nuskin là thông qua một người bạn rất thân với mình hơn 20 năm. Thì khi đó bạn nói với mình rằng là có một cái sản phẩm, một cái thiết bị á, nó bằng cái bàn tay thôi, nhưng mà sau 3 phút, 5 phút á, nó có thể giúp cho bạn trẻ ra từ 3 đến 5 tuổi. Thì thực sự lúc đó là mình là đang khao khát đi tìm cái điều mà giúp cho mình là đưa con đi học mà đang bị chào bọc bà, nó rất là buồn. Và rất là may mắn thì mình đã mở lòng tin bạn mình tìm hiểu, và mình đã sử dụng hai cái sản phẩm đầu tiên. Và sau này mình được biết đó là hai cái dòng sản phẩm đầu tiên trong cái dòng Agelock của công ty Nuskin, đó là cái thiết bị Garnet 3 và cái bộ Gentleman. Thì với hai sản phẩm này nó đã cho mình một cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì từ đó mình tìm hiểu sâu thêm và mình biết được rằng Nuskin không những chỉ có những cái sản phẩm bên ngoài mà còn có bên trong nữa, mà cái sức khỏe của con người chúng ta thì 80% nó nằm ở bên trong. Khi mà chúng ta nhìn thấy biểu hiện bên ngoài thì nó đã nấm ngầm bên trong rất là lâu rồi. Và cái may cho chúng ta là Nuskin có cả hai dòng này rất tuyệt vời, và mình đã trải nghiệm rất nhiều cả những sản phẩm bên trong nữa. Thì ngày hôm nay nó đã cho mình một cái sức khỏe bên trong cũng như là một cái vóc dáng, cái làn da bên ngoài rất là tuyệt hảo. Thực sự mình rất là yêu quý những dòng sản phẩm này, và mình có thể nói là mình tự hào là một cái đại sứ cho cái thương hiệu Agelock ở cái tuổi 60 á. Dạ. Thì hôm nay á, mình sẽ nói về cái vấn đề là nám và tàn nhang á. Thì trước tiên á, thì hôm nay mình cũng nói thật với các bạn là mình chia sẻ trên một cái phương diện á, là mình là cái người trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm, cũng như là những người khách hàng, người trong gia đình, bạn bè mình đã trải nghiệm những kinh nghiệm đó. Hôm nay á, mình được chia sẻ với các bạn chứ mình không phải là một cái nhà một cái người tư vấn về da, hay là một cái người chuyên về chăm sóc da trong các cái thẩm mỹ hay spa. Thì thực sự không phải, đây là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm thực tế thôi. Thì hôm nay muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn thì trước tiên á, thì mình muốn nói đây là một cái mô hình mô phỏng cái làn da của chúng ta mà phóng to ra cho chúng ta nhìn thấy ấy. Đó, thì ở đây mình nói đơn giản là dưới lớp da của mình á, nó rất mỏng nhưng mà nó có một cái tế bào gọi là tiền sắc tố, và khi mà nó nổi dần qua da mình, nó lên trên bề mặt mình ấy, thì tạo thành những cái vết màu á, mà melanin này, tức là nó tạo ra những vết nám, vết tàn nhang á. Thì cái nguyên nhân thì nó có rất nhiều những cái nguyên nhân đó. Thì một trong những cái nguyên nhân mà mình sẽ nhìn thấy đây là tác động của các cái tia từ ngoại á, UVC, UVB, UVA đó. Thì mỗi một cái tia nó có những cái độ dài ngắn khác nhau. Dạ. Thì đặc biệt là cái tia UVB và UVA đó là nó coi như là đi sâu vào trong dưới tế bào da của mình đó. Thế thì nói nôm na để các anh chị biết như thế thôi. Chúng mình thì cũng không có đi sâu vào những phân tích này, nhìn như vậy thôi. Các anh chị, cái làn da của mình thực ra nó rất là mỏng, nó chỉ khoảng là 0,1 mm
mm nó mỏng lắm, mà nó mỏng như thế nhưng mà nó cũng có đầy đủ các lớp ở ngoài, là lớp sừng rồi đến lớp trong rồi đến từ từ xuống dưới, rồi lớp biểu thân bì rồi biểu bì đại khái là như thế. Thế thì cái vấn đề mà khi mà có cái nám ở trên da, nó thì thường cái tầm độ tuổi là từ khoảng ngoài ngoài 30 trở ra, và cái nám này thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân đó. Một đó là do cái bên ngoài cái tác động của ánh nắng mặt trời, và cũng có thể là do đi nắng và do sử dụng những cái mỹ phẩm đó, nó không đúng cách, nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái làn da. Rồi thứ hai nữa là một cái nguyên nhân cũng có khá là nhiều đó, đó là do cái khi các bạn sử dụng những cái sản phẩm, phụ nữ chúng ta thường hay có những cái sản phẩm mình sử dụng giống như là thuốc ngừa thai chẳng hạn đó, thì nó cũng dễ dàng tạo ra cái thay đổi và cái nội tiết ấy, thành ra nó cũng tạo ra, nó làm cho cái tế bào tiền sắc tố này nó hoạt động mạnh lên đó, và nó tạo ra cái những cái vết là làm vết vết nám. Rồi cũng do là quá trình mình lão hóa lớn tuổi thì cũng vậy, là cái thay đổi cái nội tiết tố, hoặc là những người phụ nữ mà ở cái độ tiền mãn kinh nó cũng vậy, thì nó cũng tạo ra những cái chuyện như thế. Thì tất cả những cái này này nó tùy theo, nếu như mà những cái do cái tác động bên ngoài nó tạo ra cái nám, cái tàn nhang trên gương mặt mình ấy, thì cái cách mình chữa trị thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà những cái mà do trong cái nội tiết nó thay đổi nữa mà nó tạo ra đó, thì cái cách chữa trị ấy, thì nó đòi hỏi phải có thời gian, và nói chung là cái nám này mình phải rất là kiên trì, chí ít phải từ 6 tháng 1 năm đó, có những thậm chí là nặng quá phải 2 năm. Bởi vì thường thường đó, khi mà nó lên trên da mặt mà các bạn nhìn thấy ấy, là nó mất một cái khoảng thời gian lâu lắm rồi nó mới ra đến bên ngoài để mình nhìn thấy. Cho nên là cái chữa trị thì nó đòi hỏi phải có thời gian, là rất kiên trì và phải chọn cho đúng những sản phẩm. Chứ phần lớn mọi người ấy, thì rất là sốt ruột, nóng, chỉ muốn là làm sao mà ngày một ngày hai bước chân vô trong thẩm mỹ viện bước ra là thấy đẹp liền, thực tế là đều là không có những cái biện pháp nhanh chóng đó, hoàn toàn nó không có đạt được cái hiệu quả. Vì một cái thực tế là mình có một cái bạn mà bạn đã đến mình và mình đã tư vấn giúp cho bạn, đã trải thử nghiệm rồi, nhưng mà bạn đã sốt ruột và bạn đã đi đến thẩm mỹ viện, bạn nó gọi là cái gì sử dụng gọi là lăng kim á, và hiện nay cái mặt bạn rất là tệ, thì đang là bạn đang gọi lại mình và hẹn là qua tuần sẽ quay lại, mình cũng phải xem xét lại cái gương mặt đó như thế nào đấy. Thì trước tiên á, muốn nói về các bạn này thì đây là cũng là một cái trong cái dòng để mà chữa trị nám này á, thì trước tiên là gọi là dùng bên ngoài. Dùng bên ngoài thì bản thân á, mình á, đã sử dụng, và một cái người 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 em trong trong nhà thôi, thì cái cô này là cô giúp giúp công việc trong nhà mình, thì là cô ấy xài một cái kem gì đó gọi là để dưỡng da mặt, nhưng mà khi mà cô mà đi công việc mà cô đột cô chuyển sang một công việc cô phải làm ở trên trên tầng lầu cao á, mà bị cái ánh nắng nó trực tiếp vào, lập tức là da mặt cô sạm đen hết cả xuống. Thì khi mình nhìn thấy thế đó thì mình hỏi, thì là cô chia sẻ là à em có dùng một cái loại kem hoặc là dưỡng da như vậy á, thì nhỏ thì chết rồi, bỏ ngay lập tức không xài nữa. Thì lúc đó mình chỉ có là đưa cho cô một cái là cái phê loát 180, sữa rửa mặt phê loát 180 các bạn nhìn trên màn hình này, cộng với một cái sunrise là cái kem chống nắng 50, và mình chỉ bởi vì thực ra cái kinh tế cô này cũng không có nhiều, chỉ xài hai cái này thôi. Hai cây này thì cố xài đâu khoảng 4 tháng, hơn 4 tháng một tí, thì coi như là thấy được cái làn da nó sáng lại trở lại. Thì đây là cái trường hợp mà cô này là do sử dụng mỹ phẩm, và ở ngoài thị trường bây giờ rất nhiều những mỹ phẩm mà các bạn đang rất ưa xài, gọi là cái kem trộn để tạo muốn 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 cho cái làn da trắng, mà các bạn quên đi mất rằng là mỗi một con người chúng ta, người châu Á có một cái làn da da màu gọi là người da vàng, cái da nó khác, nó không mà các bạn cứ đòi muốn trắng như là người châu Âu á, thành ra các bạn thích xài những kem muốn trắng, nhưng đâu biết đấy là những kem trộn hóa chất, nó tẩy nó làm da mình đi và nó xâm hại làn da mình là như vậy á. Thì với những cái trường hợp như bên ngoài do tác động mỹ phẩm như vậy á, thì đây là hai cái sản phẩm mình phải nói là đấy, mình đã cho cái bạn này xài rồi, rất là tuyệt vời. Chỉ dùng cái phê bát 180 rửa mặt ban ngày và ban đêm, còn cái kem chống nắng là bôi liên tục
tức là nói chung là khi mình làm công việc đó thì gần như cái ô này xài trong vòng khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là phải ôn kem chống nắng lên. Dạ. Thì chỉ trong vòng có khoảng 4 tháng hơn thôi thì là coi là nó đã phục hồi được cái làn da rất là tuyệt vời. Thế chính vì thế mà như vậy á, thì phải nói rằng là cái Face Wash 180 này nó là vitamin C, nó có cái tác dụng là nó làm mịn, nó làm đều màu á, trong cái làn da của mình, và nó giúp cho bỏ đi được cái nám ở trên làn da mình. Cho nên những người nám thì cái da mặt nó nám, nó sần này, nó dày này, nó không mịn màng, thì mình sử dụng cái Face Wash 180 này để rửa mặt rất là tuyệt vời, và kèm theo đó các bạn phải sử dụng cái chống nắng đó. Thì một cái kế tiếp nhé là các bạn cũng biết rồi là cái tế bào tiền sắc tố ở dưới nó cứ cứ trồi lên, thì khi nó lên đến bề mặt á, thì mình phải làm sao để mình lấy nó đi. Thế thì nó khi nó nằm trên bề mặt đó, thì ngoài cái Face Wash 180 rửa mặt ra đó thì và chống nắng đi kèm thường xuyên trong ngày, các bạn có thể tùy theo cái mức độ các bạn tiếp xúc nắng nhiều hay ít, mà tối thiểu là cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì phải bôi. Nhưng mà nếu như ai đó mà tiếp xúc nhiều hơn thì tầm khoảng 1 tiếng các bạn cũng phải bôi. Và cái chống nắng của Nu Skin thì cũng rất là tuyệt vời. Người ta gọi là, mình không 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 rõ, nhưng mà cái cách của nó là khi những cái tia UV ấy, mà nó xuyên đến da mình, mà nếu mà các bạn có cái sữa chống nắng của mình như này này, thì cái tia đó đó nó sẽ bị bắn ngược trở ra, nó không xuyên vào làn da mình nữa, và nó không tác động vào tế bào tiền sắc tố để nó đẩy lên nữa. Đó thì cái kem chống nắng của Nu Skin mình, mà mình xài cái này rồi thì mình rất là thích. Khi mình bôi lên da mình á thì nó láng, nó mướt vào cái da mình, nó thấm ngay, nó rất là mịn màng, làn da mình không có nhờn, không có nhớt, mà không có, nó cái màu nó trở thành như màu da của mình, nó không bị lốp trắng như nhiều những cái sản phẩm chống nắng khác. Khi bôi lên là cái da, cái mặt nó cứ bợt ra, nó gọi là trông như là cái mặt, nói xin lỗi, giống như là người chết trôi vậy, cái mặt nó cứ bợt ra, nó rất là ghê. Nhưng mà kem chống nắng của mình thì Nu Skin mình rất là tuyệt vời, nó rất là tự nhiên. Trong cái kem chống nắng mình còn ghi thẳng là face, tức là mặt và body nữa. Thậm chí có những lúc mà mình hết cái kem dưỡng ban ngày chống nắng đó, mình sử dụng cái kem chống nắng này, mình bôi chống nắng lên trước lên mặt mình luôn, sau đó mình mới sử dụng make up đó. Thì bên cạnh đó là cái mình đang dùng hàng ngày, thì ở trong 1 tuần á mình có thể xài 1 hoặc 2 lần. Cái sản phẩm kế tiếp là cái Bolus View, thì mình rất là thích cái Bolus View này, có thể gọi là cái công nghệ siêu mài mòn. Thực sự ra là trong các cái spa, các thẩm mỹ họ đang sử dụng những cái máy mà gọi là siêu mài mòn trên làn da, thì mình rất thích cái Bolus View luôn. Là đây là một cái chiết xuất về, mình nhớ là như là cái này nó chiết xuất từ bí ngô, tức là có cái enzyme của cái bí ngô đó. Thì khi mà mình bôi một lớp đều mỏng lên trên mặt mình á, mình để chừng khoảng 1 phút hơn thôi, thì bắt đầu á là mình lấy cái tay mình mài, mình xoay tròn ra, thì nó bắt đầu cái dạng kỳ mỏng trên da mình ấy, nó sẽ rớt xuống. Thì quá 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 trình đó đó, nó cũng lấy đi những cái gọi là cái melanin ấy, cái nám ở trên cái da mặt mình, nó làm cho bớt đi, nó làm cho đều màu, nó sáng da mình ra. Các bạn nên nhớ là cái làn da sáng hồng khỏe nhé, chứ không phải là cái làn da mà gọi là tẩy cho thành trắng nhé. Ý mình muốn nói là như vậy, những sản phẩm của mình nó tuyệt vời ở chỗ đó. Thì cái này nó cũng giúp cho các bạn là làm đều màu, làm mờ dần những cái nếp nếp nám, nếp tàn nhang đi. Thì cái này mình tùy theo mình sử dụng có thể 1 đến 2 lần trong 1 tuần đó. Và một cái sản phẩm kế tiếp nữa đó là cái mặt nạ bồn. Thì cái mặt nạ bồn này á, thì cũng rất là đặc biệt. Đây là một cái loại mà riêng cái mặt hàng này công ty mình phải sản xuất ở Canada, bởi vì cái bùn này mình lấy ở cái vùng xứ lạnh, vùng của Canada. Cái bùn này rất là tuyệt vời. Người ta phát hiện ra là do mà người ta định lấy cái này để làm gọi là làm đồ gốm, nhưng mà quá trình làm thấy nó mềm quá không làm được, mà cái tay của người thợ rất là đẹp, thì đó mình phát hiện ra là mới lấy cái này để làm cái mỹ phẩm này. Và cái bùn này nó cung cấp cho tới 50 cái dưỡng chất cho cái làn da của mình. Và bên cạnh đó thì nó cũng làm se khít cái lỗ chân lông, và nó cũng làm cân bằng cho cái đều màu cho cái làn da của mình. Thì đây là những cái đơn giản nhất mà để mình cung cấp, mình làm giúp cho
cái làn da của mình nó được sáng ra, được đều đều màu lên, nó mịn màng đi và nó sẽ mờ dần các cái vết 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 nám, vết tàn nhang á. Thì bên cạnh đó, đây là những cái đơn giản bình thường hàng ngày. Và nếu mà có một cách, có thêm một cách nữa, nếu như các bạn sử dụng thêm một cái này nữa, đó là chính các bạn nhìn thấy cái máy này là cái máy răng spa này. Thì cái máy này này nó sử dụng cái dòng điện một chiều đó. Thì nó có cái treo treo trắng và treo xanh. Cái công nghệ này với cái máy này á, là sao, nó có một cái cách nó giấy được những cái chất dơ bẩn và những cái chất dơ, chất bẩn và những cái melanin á, cái sắc tố ở trong dưới da mình nó đang đùng lên á, nó lấy ra được. Bởi vì là với cái tiền trị liệu là cái treo trắng thì nó quẹn các cái chất dơ đó lại là điện tích âm, và sau đó thì nó đưa được cái treo xanh là cái dưỡng chất mà chống lão hóa vào trong da, thì nó điện tích dương đó. Cái nguyên tắc là khi mà nó đưa được cái điện tích dương vào thì đồng thời cái đầu của cái máy điện tích dương thì nó sẽ lôi được cái điện tích âm là cái treo trắng nó đã nằm bên trong, thì nó lấy ra hết được các cái chất chất dơ bẩn, chất cái như màu tối ở trong da của mình ra. Và khi mà mình sử dụng được cả những cái một cái liệu trình như này với cái thiết bị này thì chúng ta cũng chỉ dùng có 2 đến 3 lần trong một tuần thôi, cũng không nhiều, nhưng mà nó sẽ cộng hưởng rất là nhiều đó. Nào là chống nắng, hàng ngày thì đều rửa, đều làm sạch cái làn da của mình là mờ đi, rồi một tuần đó thì đắp mặt nạ bồn 2 lần đó, cũng giúp được lấy các cái chất dơ đi, cung cấp dưỡng chất cho làn da. Rồi cái bolus bill là giống như gọi là cái mài mòn, siêu mài mòn, cũng làm mờ dần các vết nám đi đó. Rồi đến cái máy Galvanic á, nó cũng lấy cho mình được những cái nám, cái melanin á, nó ở trong da mình cũng được lấy ra. Và như vậy á, thì mình sẽ kiên trì như vậy, đều đặn như vậy thôi, thì làn da các bạn á được lấy chất dơ ra này, lấy những cái sắc tố, tiền sắc tố nổi lên lấy ra này, và đồng thời cung cấp dưỡng vào thì làn da mình sẽ trở nên mịn màng đẹp hơn đó. Thì và như vậy á, thì bên cạnh đó thì mình cũng muốn nói rằng là đây là đang làm sạch cho những dưỡng, nhưng mà nếu các bạn có thì cũng có thể có điều kiện á, thì các bạn có thể dùng thêm cái dưỡng chất mà hàng ngày á nha. Hồi nãy chúng ta đang có hàng ngày là rửa bằng cái phê bát 180 và chống nắng hàng ngày, còn lại là bolus bill hay là mặt nạ bùn hay là cái máy Ramix 3 thì mỗi thứ một tuần chỉ dùng có 2 lần trong một tuần thôi. Thì bên cạnh đó bây giờ chúng ta còn tiếp là cái bộ transformation á, thì các bạn sử dụng cái kem này và cái kem đêm, có nghĩa là ban ngày rửa mặt phê bát 180 xong đó, thì các bạn dùng cái kem này trước để dưỡng cho cái làn da của mình, và thêm trong nó đã, trong này nó đã có cái chống nắng rồi đó, nhưng mà nó chỉ có độ chống nắng chỉ có là 22 thôi, nhưng mà dù sao thì cái làn da mà nám á, là nó bị bắt nắng rất là nhiều á, thì chúng ta thêm cái kem chống nắng ban ngày đó, cái kem chống nắng Sunrise 50 đó, và chiều tối về chúng ta rửa mặt xong rồi thì chúng ta nên xài cái kem dưỡng đêm đó, để quá trình tái tạo làn da chúng ta nguyên một ngày đó. Thì nếu mà các bạn nào mà ở bên Mỹ hay là các thị trường châu Âu á, thì các bạn có thể sử dụng cái làn da nám, các bạn có thể sử dụng trọn bộ cái bộ chi phase white đó, là chuyên, tức là nói thực ra nó không phải làm trắng đâu các bạn, nhưng mà cái bộ này thì nó thực sự là nó giúp làm đều màu, làm trị các cái vết nám, vết tàn nhang. Đây thì ở Việt Nam thì không có, nhưng mà cái bộ này mình nhìn thấy ở bên Mỹ và các nước khu vực châu Âu có. Và thực sự thì ngày xưa mình cũng có lấy một bộ này về cho một cô cháu nó xài, nó rất là ok đó. Thì đấy là những cái sản phẩm như vậy thì các anh chị thấy. Nhưng mà mình muốn nói rằng là cái quá trình mà xảy ra cái nám thì cái nguyên nhân đó là ngoài cái nguyên nhân bên ngoài là do cái tác nhân tác động của ánh nắng mặt trời, môi trường, là do cái tác động mà các bạn sử dụng những mỹ phẩm nó không 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 đúng đó. Mỹ phẩm nó có quá nhiều hóa chất nó làm hại đến làn da mình nha. Thì nó còn có một cái nguyên nhân nữa là do cái trao đổi chất, cái nội tiết tố của người phụ nữ thay đổi, do là sau sinh con hay là do sử dụng những cái thuốc để ngừa thai hay là do cái nội tiết tố của cái quá trình mà
người phụ nữ mà đến bốn mấy 50 á, trở lên mà người ta gọi là tiền mãn kinh ấy. Đấy, thì những cái đó thì chúng ta phải để ý đến hai cái sản phẩm mà mình thấy rất là tuyệt vời. Thì cái thứ nhất đó là cái R2. Cái R2 này á thì đặc biệt là ban ngày nó cung cấp năng lượng, nhưng mà cái quan trọng ban đêm á là nó đào thải các cái độc tố trong cơ thể chúng ta, từ từ các cái tế bào, từ các bộ phận ra, thì nó cũng là cái giúp mà để mình được hoàn chỉnh lại cái nội tiết tố trong con người mình và đào thải độc tố ra. Nhưng mà một cái mà rất là tuyệt vời của ngày hôm nay á, thì thực ra chúng mình bản thân tụi mình đã được sử dụng từ tháng 9 cho đến bây giờ, và ngày hôm qua thì chúng mình cũng đã có trong tay cái sản phẩm này, đấy là Ageless White Pen. Thì đây là một cái sản phẩm mà phải nói là ngay trong cái thành phần, ngay trong cái công dụng mà công ty cũng đã nói rõ là cái sản phẩm rất là tuyệt vời, tác dụng rất tốt cho đối với làn da. Thì bản thân mình dùng cái này ấy, cho đến bây giờ phải nói là rất nhiều người cũng rất là ngạc nhiên. Tức là trước đây ấy, thì mình đã dùng tất cả những sản phẩm của đấy mình nói với các bạn rồi đó, là da mình đã đẹp, nhưng mà từ khi mình dùng cái Wasem này á thì cái làn da nó rất là tuyệt vời. Nói chung là cái độ đều màu trên cái da mình, những cái vết mình cũng vẫn có, những cái tuổi mình 60 rồi mình cũng có một vài những cái vết 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 nám mờ mờ trên trên da mặt mình. Thì thực sự khi sử dụng cái Ageless White Pen này thì gần như là nó mờ đi, nó hết luôn á. Thì thực sự đây là một cái điều rất tuyệt vời cho những bạn nào hiện nay đang có vấn đề về 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 nám á nha. Thì đấy, nếu mà các bạn nếu mà không có đủ tài chính á, chọn một trong hai á, thì mình đề nghị các bạn dùng cái Wasten. Nếu mà các bạn có điều kiện á thì thực sự ra các bạn nên dùng cặp đôi này. Nói cho ngay để cho mình một cái làn, một cái sức khỏe, một cái làn da đẹp á, mà tính ra nó cũng chỉ khoảng 200 220 một ngày, thì mình nghĩ là nó cũng không phải là cái điều gì quá là lớn lao. Thì đây là những cái mà mình chia sẻ với các bạn về cái vấn đề nám, và cũng muốn nói với các bạn rằng là phải rất kiên trì và đều đặn mỗi ngày một chút, chứ đừng có gọi là hôm nay dùng ngày mai không dùng, rồi sốt ruột, nó không 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 ấy, không không đều đặn. Và nếu như mà các bạn mà không có điều kiện để mà sử dụng cái R2 hay là cái White Band á, thì đây cũng là cái những cái sản phẩm mà có thể giúp cho các bạn rất là đẹp cho cái làn da. Thứ nhất là mình muốn nói cái trà xanh, cái tigreen 97 này này. Thì ngoài đây là tinh chất trà xanh có cái chất chống lão hóa và bảo vệ tế bào rất là tuyệt vời. Thế thì bên cạnh đó thì cái là mình kinh nghiệm mình xài cái tinh chất trà xanh này, nó có một công dụng là nó đốt đốt cái mỡ nội tạng á. Nên là thay vì đối với mình sử dụng đó là 2 ngày, 2 viên ban ngày, 2 viên ban đêm, thường mình dùng 2 4 viên ban đêm luôn. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa là cái trà xanh này nó có một cái tính chất là đào thải độc tố qua da đó, và bảo vệ cái làn da chống viêm nhiễm á. Thế thì cho nên là nếu như vậy thì các bạn sử dụng cái này trong cái quá trình mà mình chữa trị cái vết nám, vết tàn nhang cũng rất là tuyệt vời. Và cái Marine Omega và cái G3 là cũng là những cái sản phẩm nó cung cấp các cái vitamin, nó cung cấp cái vitamin dầu dầu cá và các cái vitamin A trong cho mình á. Và những cái này thì nó giúp cho cái làn da đó cũng rất là tuyệt vời. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn. Nói chung về vấn đề nám, các bạn phải rất là kiên trì. Thời hạn tùy theo cái độ các bạn bị bao lâu rồi, thì nói chung phải từ 6 tháng 1 năm cho đến 2 năm trở đi đó. Và nên đồng bộ, tức là có cả ngoài và trong, gọi là trong đánh da cái gì đó, trong đánh da ngoài đánh vào ví dụ thế. Nó như vậy thì cái công công hiệu nó rất là tuyệt vời. Đấy, thì đây là một vài những cái mà mình chia sẻ với các anh chị và các bạn, những cái sản phẩm mà nó giúp cho cái vấn đề nám của chúng ta đó. Thì không biết là Phương hay là cô có cô Aloha Hà đây không Phương? Dạ. Thì Phương Phương hỏi xem là bạn Phương có thêm ý kiến gì nữa không, hay là chị Hà ơi, chị Hà có đóng góp thêm ý kiến gì không trong cái phần chia sẻ của mình á chị Hà? Vâng, cô ơi, đây hồi nãy con đã được tin mật báo từ cô Aloha Hà. Đó là hôm nay webinar của mình, sau cái phần chia sẻ rất là đầy đủ thông tin, rất là cảm ơn cô Hương. Thì webinar của mình rất là vinh dự là cũng có sự có mặt
của Diamond Executive, là chị Vanessa Hồ, hiện giờ cũng đang ở Mỹ và chuyên gia về da cũng như là đã có kinh nghiệm làm việc rất là lâu năm ở trong ngành thẩm mỹ. Cho nên là nếu mà được xin được phép, em mời chị Vanessa có thể cùng mọi người ở trên webinar này chia sẻ những cái thông tin mà từ cái khía cạnh chuyên môn của mình liên quan đến nám và tàn nhang. Dạ em chào chị Vanessa. Đây, cảm ơn Phương rất là nhiều. Xin chào tất cả các anh chị em ở trên webinar ngày hôm nay. Cũng tình cờ là được chị Lô Hà rủ vào đây chia sẻ. có chuẩn bị. Vui quá. Dạ, thì cũng chắc là cũng chia sẻ từ cái kinh nghiệm bản thân, trải nghiệm sản phẩm thôi ha. Dạ vâng ạ. Tại vì bản của, đúng rồi chị. Thì cái tên Việt của mình là Khánh Vân ha. Dạ. Thì trước đây suốt 20 năm đó là Khánh Vân bị cái vấn đề về về mụn là nhiều hơn, cũng có tàn nhang, rồi bị mụn rất là nặng. Thì cũng đi trị bác sĩ Tây rất là nhiều, nhưng mà cũng đồng nhưng mà cảm thấy sau khi mà trải nghiệm sản phẩm của Nu Skin đó 3 năm đó, thì mình thấy nó khác rất là nhiều. Bởi vì giống như chị nói là mình phải từ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Bởi vì nám thì thực sự ra nám thì không có bao giờ là mình trị dứt được hết, mà bởi vì cái đó là ở trong máu của mình, thì mình chỉ có thể bớt đi được, và mình có thể là lọc, có thể thanh lọc cái máu của mình, cũng giống như là cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình. Thì nó có rất là nhiều cái ảnh nhiều cái ảnh hưởng, là do nhiều khi mình stress nó cũng ảnh hưởng, hay là do cái tính chất di truyền nữa. Thành ra là ngoài những gì chị chia sẻ thì cái đó là mình cũng cố gắng dưỡng, mà mình càng lớn tuổi đó thì nó lại càng bộc phát ra nhiều hơn. Thì đặc biệt là như Khánh Vân cũng thấy, rất là đồng ý với chị là cái dòng sản phẩm mà R2 của mình với lại cái Islock Wiseman thì rất rất là tốt, bởi vì nó có cái khả năng là lọc gan, thanh trừ, ở bên đây mình gọi là detox. Nhưng mà có nhiều, bản thân Khánh Vân thì cũng có nhiều anh chị em là khi mà xài cái bộ R2 của mình hay là cái Islock thì cũng rất là sợ là bị, mà thành ra thường thường khi mà mình tư vấn thì mình cũng phải nói giống như chị nói là phải nửa, ít nhất là 6 tháng 1 năm phải kiên trì. Nhưng mà có nhiều quý vị thì xài 1-2 tháng thì thấy nó bị trổ ra nhiều hơn, hay là cái da mặt nó tối hơn, hay là bản thân Khánh Vân khi mà xài hai cái dòng sản phẩm này thì nó lại nổi mụn nhiều hơn. Thành ra có nhiều khi, nhất là phụ nữ mình thì sợ xấu á, sợ xấu tạm thời, cho nên là có nhiều anh chị thì rất là ngại, lại không có muốn tiếp tục, nhưng mà mình nên kiên trì. Tại vì nám thì mình không có có trị được, cho nên mình chỉ có thể giảm được mà thôi. Dạ, hay quá. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Hôm nay em mới được nghe thêm những cái nguyên nhân cũng như là những cái nguồn gốc khác nhau của nám. Và hôm nay em mới hiểu thêm là cũng rất may mắn là từ trước giờ em chưa gặp vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề về nám và tàn nhang này cũng rất là nhiều chị em phụ nữ ở bất kỳ nơi đâu cũng quan tâm hết. Mà hôm nay em nghe thêm chị Vân chia sẻ thì em mới biết là mình thật sự không có trị dứt được, mà mình cần phải chăm sóc bản thân, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, và thứ hai là mình cố gắng kiểm soát cũng như là sinh hoạt rồi ăn uống ngủ nghỉ cho nó điều độ, đúng không ạ? Mình cố gắng là kiểm soát cái stress một chút, và thì nó mới có thể là nó giảm thiểu những cái lần mà nó bùng phát cái nám ở trên mặt của mình. Rất là tuyệt vời ạ, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn chị Vân nhiều. Cảm ơn cô Aloha hôm nay có bắt cóc đúng không ạ? Có bắt cóc chị Vân sau này để chia sẻ chung với mọi người. Dạ cảm ơn cả nhà. Thì các anh chị và các bạn thân mến, nãy giờ thì cô Hương với lại chị Vân đã chia sẻ rất là kỹ cho mấy anh chị em mình về những cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho vấn đề nám và tàn nhang. Và bởi vì là cô Hương và chị Vân đã chia sẻ rất là kỹ rồi về cả nguyên nhân như là những cái liệu trình để mình có thể làm sạch và dưỡng, cũng như là liệu trình sử dụng sản phẩm bên trong. Cho nên là hầu hết nãy giờ mấy anh chị em gửi nhiều, rất là nhiều câu hỏi liên quan, mọi người rất quan tâm tới nám và tàn nhang. Nhưng mà hầu hết cái câu hỏi của anh chị em là cô Hương và chị Vân đã giải đáp thông qua cái phần chia sẻ hồi nãy giờ của mình rồi. Ở đây thì Phương thấy có một vài anh chị em đang giơ tay. Phương sẽ thử mở micro cho mấy chị em để xem là mọi người có muốn hỏi câu hỏi live hay không. Còn nếu không đó các anh chị thì giống như hôm qua đó. Dạ vâng, có cô Aloha giơ tay đây. Ừ,
tôi xin phép được mở micro. Dạ, con chào cô Aloha. Hello, vâng, hello Nam Phương, cô Hà rất là vui khi nói chuyện với chị Hương. Dạ. Chị Hương làm presentation rất là đầy đủ và cũng cảm ơn cái sự cộng tác của góp ý của Khánh Vân. Dạ. Mà sáng tập thể dục, trong club tập thể dục cái thấy Khánh Vân, nói ồ cô này là chuyên gia đó, Khánh Vân quên giới thiệu mình. Nhưng là Diamond Executive cũng làm về thẩm mỹ và cũng học về science, tức là khoa học về da. Rất là giỏi, một ngày nào đó mình sẽ mời lên sau ha. Nhưng mà bây giờ thì cảm ơn, để mà tranh thủ mình có thể trả lời một vài câu hỏi nào nhờ Nam Phương nha. Dạ vâng ạ. Dạ cô Aloha, hiện giờ thì giống như em nói là hầu hết câu hỏi mấy anh chị em mình gửi về mà liên quan đến nám ở tàn nhang đó, thì hồi nãy giờ là qua cái phần chia sẻ của cô Hương với lại chị Vân đó, là mình đã giải quyết không xong gần hết đó rồi. Ngày hôm nay thì rất ngạc nhiên, chắc là do em rất là tập trung nghe cái phần chia sẻ ở trên webinar, cho nên là chưa có ai đặt câu hỏi về các cái bệnh. Vì lần thứ ba là mình nhận được rất nhiều câu hỏi về bệnh, hôm nay là mấy chị em mình nhận câu hỏi nào về bệnh. Cô Hà xin góp ý như thế này nè, là tại vì nám á, là cái chủ đề mà thực sự là Việt Nam là rất là quan tâm, đúng. Không phải chỉ Việt Nam mà như là người phụ nữ của mình. Dạ đúng. Hồi nãy là chị Vân, chị Hương đã nói rõ là đánh từ trong ra ngoài, và Khánh Vân cũng nói cần phải kiên nhẫn. Đó là cái vấn đề mà không bao giờ trị khỏi, nhưng mà nếu mình biết được thì mình phải chịu khó xấu rồi mới đẹp. Đó là vấn đề. Mình phải chịu khó xấu, như là Khánh Vân có nhiều khi khóc luôn. Là Khánh Vân là chuyên gia đó, nhưng mà khi tẩy độc tố ở trong người ra đó là Khánh Vân cũng phải sợ luôn. Đến khi mà tẩy hết rồi thì bây giờ mọi người phải vào coi cái from Facebook đó, mặt của Khánh Vân rất rất là đẹp. Mình phải là thấy là một cái sự thay đổi đặc biệt. Wow. Mấy chị thấy không? Chuyên gia làm đẹp cũng đi chăm sóc cho người khác, mà chính mình là khi mà tìm được cái nguyên lý rồi á thì phải đánh từ trong ra ngoài. Và cái đặc biệt nhất á là giống như là cái kinh nghiệm của Hà đó, là sau khi dùng cái Age Lock Youth đó, thì hình như là cái da mặt của cô Hà hoàn toàn thay đổi. Trước đó là xài tea cream là luôn luôn, là nước rất thì cũng ok. Và nói rằng là về cái sản phẩm mà mình thích nhất đó là cái R Square, đúng không, cái R2, nhưng mà R Bình Phương á, nhưng mà cuối cùng là qua cái youth này á, thì hình như là cái da mặt nó hoàn toàn khác. Cái mặt nó bắt đầu nó đẹp, mà về cái vấn đề bên ngoài thì mấy chị cũng biết rồi, Hà thì làm không có chăm bằng như chị Hương, không chăm bằng cô Dung và không chăm như là Khánh Vân, nhưng mà cũng có làm. Nhờ cái youth nó đã làm cho cái da mình nó đẹp hơn. Đó là cái là đánh phía trong ra ngoài nè. Dạ hay quá. Em định chia sẻ là em cũng rất là giống cô Hà, tức là thực ra từ trước đến giờ, thậm chí là trước khi mà làm nó xin đó, em rất là lười rửa mặt. Mình dạ rửa mặt giống như là khoát nước lên xong rồi cầm cái khăn chà vậy thôi cô ạ. Và cho đến khi mà mình được dùng Nu Skin thì cái lúc mà em mới biết đến á, giống như cô Hà nói là cái da của em nó rất là dễ bị kích ứng, rất là dễ mẫn cảm. Và hồi em ở Anh là về Việt Nam lúc nào cũng được khen là trời ơi, hai cái má hồng hồng hay đẹp quá vậy. Thật ra là do nó đang nổi tiếng à, cho nên là mình đỏ hết cả má, rất ngứa và rất khó chịu và rát nữa. Nhưng mà rất may mắn là em đầu tiên là em khi mà, tại vì hôm nay Phương chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị, có một người khách hàng ở bên Séc có hỏi một câu hỏi tương tự, nên là sáng tiện mình chia sẻ với các anh chị là đối với những người mà cái da của họ mẫn cảm, dễ kích ứng hoặc là hay có mụn cám hoặc là hay dễ dị ứng đó các anh chị, thì công ty mình khuyên là mình hỏi cái phòng huấn luyện sản phẩm và chuyên gia da của công ty New Skin ở Việt Nam mình đó, thì họ khuyên là với những cái da như vậy đó, mình không có nên đưa cho những người này dùng cái dòng Age Lock ngay từ đầu, tại vì là với cái trẻ hóa cũng như là làm tái tạo và phục hồi da rất là mạnh của cái dòng Age Lock, đặc biệt là sắp tới đây mình có Age Lock Me đó, thì da của những người này sẽ không chịu nổi, cho nên là luôn luôn cần phải bắt đầu bằng Nutricentral trước, cũng như là các loại mặt nạ giống như hồi nãy giờ cô Hương có chia sẻ rồi, để cho cái da mình nó khỏe lại trước đã các anh chị. Thì Phương là theo đúng điều trình đó luôn các anh chị, lúc mới vô là cái da và Phương rất là yếu, khi mà dùng Age Lock Cleanse and Tone ở trong bộ Transformation đó là dị ứng liền, mẩn đỏ liền các anh chị, là rất ít người rửa cái đó lên mặt mà mẩn đỏ, mà mình thì bị mẩn đỏ và ngứa, cho nên là mình phải dùng Nutricentral gần như là 2 năm, và mãi cho tới tháng 10 năm ngoái thì Phương bắt đầu mới chuyển sang dùng bộ Age Lock Transformation. Và giống như cô Hà mới kể là từ lúc cái Age Lock Youth hay là ở Việt Nam mình là Age Lock White Stand đó, thì bây giờ da Phương đẹp đặc biệt luôn các anh chị, hầu hết mọi người gặp đều khen. Thậm chí hôm trước Phương đi, Phương có thêm nghề tay trái là phiên dịch tiếng Anh các anh chị, thì hôm trước đi phiên dịch cần có một người khách hàng tới hỏi trời da em đẹp quá vậy,
xong rồi kêu dạ tại em làm đẹp mà, em làm về làm đẹp và trẻ hóa da mà. Kêu trời, hèn gì nhìn từ xa cái da quá đẹp. Thì thật sự là đầu tiên đầu đời được khen da đẹp đó anh chị. Từ trước đến giờ là da mình rất là nhiều vấn đề. Ở đây có một câu hỏi rất thú vị đó anh chị, là có khách hàng mà bị nám do dùng mỹ phẩm bằng kem trộn đó, và cũng đã từng đốt nám bằng tia laser. Vậy thì bây giờ với cái da như vậy thì nên dùng sản phẩm gì của Nu Skin, và liệu là có thể giúp cho cái da này nó điều trị và phục hồi dứt điểm được hay không ạ? Dạ không biết là cô Hương hay là cô Hà có thể giúp. Mời, ok rồi. Có thể là vợ Khánh Vân bổ sung rồi, chờ cô Hà nói trước cái gì Khánh Vân bổ sung thử nha. Với chị Hương xem thử đi. Bây giờ thì nó là kem trộn, thì đúng là một cái loại mà hóa chất mà người ta làm cho mình thấy đẹp ngay tức thì, nhưng mà mình không biết là nó đã hư. Hồi nãy chị Hương có nói nó hư ở dưới chân da đó, và từ từ khi mà đẹp trên mặt nhưng mà khi mình không xài nữa và từ từ nó trồi lên. Đó là một cái mà đáng lo ngại cho tất cả các anh chị em. Mình nên biết cái nguồn gốc cái kem này đến từ đâu. Cái chất chì nhiều quá nó sẽ làm cho mình nám trong tương lai khi mình về già, tại vì nó hư từ ở dưới cái giống như cái tầng da ở ngoại bì của mình và biểu bì của mình, nó xuống sâu phía dưới, nó chết tựa trong đó, mất cái sắc tố. Và cái thứ hai là cái mặt mặt mà đã bị tia laser rồi đó, rất là khó mà trị liệu được, là tại vì nó đã bị mài mòn bằng một cái ánh sáng, tức là thật sự chỉ là tia laser mình không thấy gì cả, nhưng mà thật sự là cái ánh nóng, sức nóng và ánh sáng của nó gần hại gấp mấy ngàn lần ánh sáng mặt trời và mấy ngàn lần và mấy chục lần qua cái ánh sáng ánh lửa hoặc là ánh đèn ha. Thành ra cái laser có vậy cho nó rất là nguy hiểm, nên chị cẩn thận với khi mà sử dụng cái tia laser đó. Và bây giờ muốn khắc phục thì mình cần phải có thời gian, cũng giống tất cả mọi người nói, mà mình phải chờ tẩy hết, dùng cái mặt nạ kem tẩy rồi mặt nạ mà giống như chị có nói là hồi nãy là tẩy da chết đó, polishing peels, tẩy ra từ từ thì một ngày nào đó mình sẽ có lại cái làn da trắng mịn của mình. Nhưng mà take time, mình nên nhớ nha, mỗi 27 ngày thì da mình thay một lần, thì mình phải cần phải 3 tháng, 6 tháng, nhiều khi 9 tháng thì mới lấy hết những cái lớp da chị chết đó được. chị Hà ơi, em góp ý chỗ này này, là mấy người mà khi mà họ sử dụng cái kem trộn để làm cho gọi là dưỡng da mà làm cho trắng da da đó, thì mấy người này là họ được khuyên phải giữ da rất là kỹ, và khi mà họ không giữ kỹ được mà họ đi ra ở cái chỗ mà họ gặp nắng nhiều là lập tức nó bị nám ngay. Thì với những người này mình xem nếu như họ mới xài mà họ bị nám liền thì mình có thể là sử dụng cái phê bát 180 liền, nhưng mà có những người mà họ sử dụng lâu rồi á, cái da họ nó mỏng quá mà bắt đầu nó giống như nó hư đấy chị, thì cái tốt nhất đối với họ bây giờ là sử dụng cái bộ Nutri Central của công ty mình, cái bộ mà dành cho cái da nhạy cảm á, đó là rửa và dưỡng bằng cái đó để cho cái làn da nó có kết cấu nó khỏe trên cái da mình trở lại trước cái đã. Rồi sau đó bắt đầu mình mới sử dụng những cái face wash 180 và những cái mặt nạ về Nourishing Peel hay là mặt nạ bùn. Tại vì khi mà cái làn da nó yếu quá rồi á, là mình làm những cái này vào là nó mạnh cũng không chịu không được chuyện. Là em phải cho là sử dụng cái bộ Nutri Central để cho nó cái làn da nó từ từ cho nó khỏe, nó quen quen nó khỏe lại cái đã, bị cái quá trình kia. Rồi sau đó bắt đầu mình mới đi vào cái liệu trình mà cho họ bắt đầu sử dụng để mà chữa trị cái phần nám đó. Thì em trên cái thực tế thì em thấy nó như vậy. Ok, vậy tốt quá. Cảm ơn chị đã bổ sung, là tại vì cái da họ hư, mình phải nhìn, đúng rồi, là Nó mình yếu phải nhìn loại cái da mặt mà mình tùy theo đó mà mình làm. Đúng rồi. Khánh Vân có bổ túc gì không Khánh Vân ơi? Thì giống như chị Hương với lại chị Aloha nói thì em thấy rất là tốt, nhưng mà đồng thời giống như chị Hương cũng nói, nhất là bên cái khí hậu ở bên Việt Nam của mình đó, thì em nghĩ là hồi hồi nhỏ đó, trước khi mà em vào học về da thì em cứ nghĩ là cái kem chống nắng đó là mình chỉ xài khi mình chống nắng thôi. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình bị về da rồi đó thì mình nên sử dụng kem chống nắng coi như là bất cứ khi nào, buổi tối cũng vậy, khi mình đi ra ngoài, bởi vì gió hay là không khí nó không có sạch đó
thì nó cũng ảnh hưởng vào làn da của mình, cho nên mình thêm cái phần đó. Rồi tất nhiên là em vẫn vẫn cảm thấy là mình nên trị ở trong chứ, mình nên điều dưỡng ở trong thì nó sẽ ra hết hẳn và nó sẽ giúp cho cái da mới của mình nó ra được, nó được đẹp hơn và nó được khỏe mạnh hơn đó chị Hà, được chưa? Ok rồi, bây giờ thì nhờ Khánh Vân nhắc chị cũng nhớ là nhiều người nó không phải mình ngồi ở trong computer của mình cũng phải bôi kem chống nắng. Mình tại vì cái ánh sáng ở trong computer, ngồi làm nails mình cũng phải bôi kem chống nắng. Tại vì mấy người đó họ đi ra ngoài đường đó, họ tưởng đâu là ô tô đâu có ra đường đâu thì họ không làm. Đó là một cái hay, cảm ơn Khánh Vân đã mention, đã nhắc cho mọi người. Ok. Thú vị quá, chết rồi, mẹ con ngồi laptop nhiều con sẽ phải bôi kem chống nắng liên tục. Cảm ơn cả nhà. Ở đây mình có một câu câu hỏi gửi về là những cái trường hợp mà nấm xanh hoặc là nấm sâu ạ, thì nên dùng loại sản phẩm nào ạ? Wow, cái nấm này là nấm thâm kim rồi, nấm thâm kim, nấm nấm đen đó. Nếu mà một hôm nào đó mình sẽ nói về chuyên sâu về cái lớp tầng da đó thì mình biết đó, nhưng mà nói là cái người này á, là thật sự ra đã bị phá rồi, chắc là hồi nào giờ là cái kiểu nấm sâu này là cũng trị ít ra cũng phải là cả chục năm. Nhìn nhìn nói sơ sơ là mình tưởng tượng ra là cái gương mặt nó như thế. Và Thì cái cái đó họ như là chị Hà, cái đó nó gọi như là bớt cái bớt xanh trên da mặt không hay không sao chị? không thâm em kim á, em nám thâm kim, nám thâm kim, còn cái bớt là khác nữa. Cái bớt của mình nó thì nó em em liền em nhìn nhau, thấy nó cứ xanh xanh trên 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 mặt, nó kỳ kỳ lắm. Mà đúng rồi. em nghĩ là ngày đó em không biết. Cái đó như là Nám trong đó máu nó nào chị, trong máu nó nội tiết tố, đó là nội tiết tố. Đó là nội tiết tố của mình đó. Nội tiết tố của mình có vấn đề, mình cần phải chỉnh cái nội tiết tố của mình nữa. Vâng, Đây là mình phải dùng những cái bên trong nữa cô ha, để mà nó giúp phường bên trong đó. rất là nhiều, đúng bên rồi, bên trong trong rất là bên trong mà em nghĩ là cái đó là nên phải một cặp đó chị nhỉ, cái waistband với lại cái R2 nhé. nhiều. T-green nữa, T-green thật nhiều vào. Thì green nữa, tức là cái này sử dụng bên trong nhiều hơn, còn bên ngoài thì rửa vừa phải, nhưng mà bên trong thì nhiều hơn. Tức là bên ngoài mình giữ sạch, mình phải đào thải từ bên trong. Đúng Đào rồi, đào thải thải được. được. Ở đây con có một câu hỏi cũng rất là thú vị là ngày hôm qua có một chị hỏi là hôm qua thì em tẩy tế bào chết nè, dùng máy galvanic và tắp mặt là trứng, nhưng mà khi mà làm tất cả những bước đó xong rửa mặt thì da lại nổi đỏ, hiện giờ thì đang bị ngứa, thì có câu hỏi là nên khắc phục bằng cách nào. Thì em cũng không biết rõ là không biết là chị lần đầu tiên dùng hay là như thế nào mà lại bị mẩn đỏ và dính, hoặc là có thể lần đầu tiên mình kết hợp nhiều liệu trình như vậy có thể da mình cũng quen. Thì bình thường thì em thấy là gặp những vấn đề này thì mọi người hay khuyên là dùng enhancer cho da nó êm lại đó, thì không biết là mọi người có ý kiến nào mình chuyên môn để chia sẻ với chị này giùm Bây em. giờ thì khắc phục ha. Ở bên Việt Nam mình đâu có enhancer thì mình lấy nắp ca đó, NPCA sẽ xịt vào, Xịt khoáng nắp chỉ ca. có vậy thôi. Xịt khoáng nắp Nhưng ca trong mà khoảng liên tục vậy thôi. cái da người này chắc là thuộc dạng mẫn cảm rồi. Cái da người này chắc là thuộc dạng hơi mẫn cảm và có lẽ là chưa xài những sản phẩm gì hết, Đúng mà rồi. đùng một cái mua về là coi như là dùng cái da Nhiều mẫn thứ cảm quá. mà mình rửa. Rửa bằng cái Agelox lên lên tone á, rửa Agelox là nó đã bắt đầu nó có vấn đề rồi. Với cái da mẫn cảm chỉ rửa đó không thôi là đây khó chịu rồi, xong rồi cô này lại cộng thêm cái tác dụng tẩy nữa lại khó chịu thêm một lần nữa đó, rồi xong rồi chạy máy nữa. Thì đối với người này bây giờ chỉ có cái là phủ nước lên chùi sạch và giống như chị Hà xịt nắp ca thôi, chứ không có cách nào khác, Thì xin nắp và phải làm lại từ giống như người này là em nói rồi đấy, người này phải dùng cái nu chi sáng chồ trước trời ạ. vậy là Đó, nhiều 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 khách hàng từng lên công ty và khi em rửa clean and tone xong họ đã dãy nảy lên rồi là lập tức em bảo thôi xin mời bạn xài nu chi sáng chồ cho tôi trước. Mà có đúng xài nu rồi. chi sáng chồ chị Hà, họ cũng đưa thẳng lên mặt họ vẫn bị tê tê, là cuối cùng em dặn là luôn luôn phải phủ nước lên mặt xong rồi mới bắt đầu bỏ sản phẩm lên rửa, chứ không có phải bỏ sản phẩm thẳng lên mặt đâu. Đó, những người này là những người ta mất cảm đó chị. Đây, da mẫn cảm hoặc là trên trên da của họ nhiều chất kiềm quá, tại tại vì trước đó họ đã sửa, họ chưa có Đúng làm rồi, sạch xài da đó. nhiều các sản phẩm linh tinh đó.
thì xài Nutro Centro xong rồi đắp mặt nạ bùn. Mặt nạ bùn là tốt nhất để hút tất cả những cái chất dơ, và cái mask, cái mud mask, mặt nạ xanh xanh đó, nó giúp cho mình lấy hết cái những cái đầu đen, những cái bụi bặm đi, thì từ từ với lại những cái loại kiềm hoặc là những cái độc tố mà mình đã bỏ trên da trước đó đó, thì cái đó là tốt hơn là xài polishing pills. Mình khoan hẳn Dạ xài cái tẩy da đã, và mình phải lấy cái lớp dơ đó ra trước thì nó mới tốt hơn. Cái như vậy thì mới đúng hơn ha. Dạ tuyệt vời. Ủa vậy là ở Việt Nam mình không có Sáng cancer hả chị ạ? Dạ. Enhancer, nhưng Việt Nam chưa có enhancer, Khánh Vân ơi. Đang chưa có. Có sale track Đang đang nói công ty cố gắng nhập về Oh, nhưng dạ mà đúng chưa rồi. biết nào. Sale track. Vân nói đi Vân. Dạ có sale track Ultra không chị? Dạ có. À có, bên này có. Dạ, tại vì cái này Cái này tinh chất trong cái bộ Nutricentral dạ có. à, đúng rồi. À, tại vì cái này là Khánh Vân chia sẻ từ cái kinh nghiệm bản thân á, thực sự ra là cái lúc đầu á, thì cái mặt nạ bùn là mình không có thích lắm. Mình nghe mọi người khen lắm nhưng mà mỗi lần đắp xong là nó bị nóng cái mặt và nó rất là rát cái mặt. À, là tại vì da của Khánh Vân là do uống nhiều cái thuốc trụ sinh hồi trước Dạ vậy bị đó sao. thuốc tây. Thành ra là nếu mà được thì mình thoa một cái lớp mỏng hoặc là mình trộn một 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 cái giọt thôi, mình một cái pump đó một à, rồi mình thoa lên lớp mỏng trước À. là 1-2 phút rồi mình hạ đắp cái mặt À nạ đúng lên. rồi. Đúng 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 rồi à, Khánh Vân nói đúng, cái này mình cũng nghe trên Common Core, không nhớ là mình nhớ là không biết là chị Hồng Đức hay ai chia sẻ đó, thì mình có trải nghiệm. Thì đúng là nếu như mà bình thường mà mình đắp cái mặt nạ bùn không á, mà mình để lâu á, thì đôi khi cái mặt mình nó vẫn hơi bị đỏ đỏ đó. Thì sau đó mình có nghe chia sẻ vậy á, thì mình làm như này này, mình lấy cái serum chất dung trà đó ha, mình bôi một lớp mỏng lên, tức là mình cũng rửa mặt sạch sẽ rồi bằng cái liền tô, xong bắt đầu mình bôi cái serum chất dung trà lên mặt này một lớp mỏng, rồi bắt đầu mình mới bôi cái mặt nạ bùn lên á, thì á, mình thấy là sau đó nó khô khi mình rửa mặt á, thì cái mặt mình nó không nó láng, nó mướt mà nó không có bị đỏ đỏ, nó giống như là nó thêm cái độ thẩm thấu, là mình thấy cái da mặt mình nó đẹp hơn đó. Thực tế là mình có trải nghiệm cái đó rồi, là đúng là Khánh Vân nhắc mình nhớ có làm không nhớ, nhưng mà đó rất là tốt. Thì khi mà trải nghiệm cho khách thì mình nếu có điều đó mà đắp lên rồi đắp mặt nạ bùn thì nó tốt hơn, đúng rồi. Có làm mà đôi khi cũng quên. Dạ rất là tuyệt vời à, tại vì sáng đây mình đang chia sẻ về những da mà mẫn cảm và dễ kích ứng đó. À, thì tại vì hồi sáng khi mà em trao đổi với lại cái chị chuyên gia về da của công ty Niskin Việt Nam mình đó, thì có được hướng dẫn cái liệu trình là đối với những người mà giống như cô Hương nói là ngay cả Nutricentials đưa lên da và cũng dị ứng đó, thì theo theo như là bên bên chăm sóc da thì họ có hẳn một cái liệu trình ạ. Tức là cái tuần đầu tiên đó, mình chỉ thử cái sữa rửa mặt lên những cái phần da nhạy cảm nhất ở trên cơ thể của mình là phần cổ tay này, phần bắp tay da non tức là gần nách của mình, phần da tiếp tiếp giáp giữa cổ và cằm của mình ạ. À. Một chỗ nữa em quên mất rồi. Có bốn vùng nhưng mà em nhớ được ba vùng. Là tuần đầu tiên chỉ thử sữa rửa mặt lên lên chỗ đó thôi, lên bốn ba ba bốn cái vùng da và em nhớ được ba vùng da đó thôi. À, tuần thứ hai bắt đầu mình mới đưa, nếu như mà ổn hết rồi mình mới đưa sữa rửa mặt lên mặt và nước hoa hồng lên ba vùng da nhạy cảm đó. Đó, dạ xong rồi tiếp tục như vậy đến tuần thứ ba bắt đầu mình mới đưa sữa rửa mặt và nước hoa hồng lên mặt và lúc đó mình bắt đầu mới thử kem dưỡng ngày lên ba vùng da nhạy cảm đó, rồi đến tuần thứ tư cuối cùng đó, mình mới bắt đầu đưa ba cái sản phẩm trước là sữa rửa mặt nước hoa hồng và dưỡng ngày lên mặt và kem dưỡng đêm, lúc đó mình mới thử lên các cái vùng da nhạy cảm và sau 4 tuần mà êm rồi mình đưa hết lên mặt. Dạ thì đó là cái liệu trình thử từng bước một mà nó rất là sát sao, nó rất là chặt chẽ. Nên nếu mà thật sự là những người mà da quá mẫn cảm mà cần chăm sóc, hay là sẵn dạ mọi người nhắc thôi là em nhớ ra em chia sẻ luôn. Ở đây mình có một câu hỏi là có một người sử dụng bộ Tri Physic White nhưng có triệu chứng là nổi mụn đỏ li ti và ngứa. Vậy câu hỏi là vậy thì làm sao phải hết ngứa và không biết là có nên dùng nó hay không, em đoán câu hỏi là như vậy. Dạ thì không biết là mọi người có ai mình có cái trải nghiệm, tại vì Tri Physic White thì ở Việt Nam tụi em lại chưa có, nên là không biết mấy anh chị có Không biết là chị Hà ở bên kia nào, chứ còn thực sự thì không biết là cái da của bạn nó như thế nào, chứ còn hồi đó mình có lấy một bộ về cho con bé cháu của mình xài thì rất là thoải mái, rất là tốt, thích lắm á, Dạ. không hề có cái hiện tượng như thế. Thì không biết là cái da bạn này như thế nào, hoặc là cách bạn làm có mạnh quá hay không, như nào chị Hà hay Khánh Vân ở bên 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 kia dùng nhiều á, có những hiện tượng đó không chị Hà với Khánh Vân?
với Hạ thì Hạ chưa có ai nghe comment về cái bộ Try Faces Way cả. Tức là nói đúng ra là tất cả mọi người á đều thích, nhưng mà đầu tiên hết cũng giống như là hồi nãy Tam Phương nói về việc cái quy trình cách xài đó. Thì những cái khách hàng nào mà Hạ chưa bao giờ biết chăm mặt họ như thế nào thì thay vì xài cái bộ A-Slot thì Hạ cho bộ Try Faces Way. Đó, cho cái bộ đó liền, là tại vì nó hiền nhất mà cho dễ cho da từ 30 tuổi trở lên. Bộ Nutro Central thì da, tại vì Việt Nam mình da bị nhiều cái kem trộn rồi tạp chất, rồi xà bông gội đầu, xà bông tắm, xà bông rửa mặt cũng nhiều quá, thành ra cái bộ Nutro Central phải tốt nhất cho da ở bên Việt Nam. Còn ở bên Mỹ thì là Hà mua bộ là sử dụng cái bộ Nutro Central cho những trẻ con, còn những cái người lớn thì là bộ Try Faces Way. Mà chính ra là Hà chưa bao giờ thấy ai bị cái vấn đề gì cả với cái bộ Try Faces Way. Còn cái vấn đề này nếu như vậy thì trước hết đó, là nên ngưng. Nếu mà mình thấy cái quy tắc là có vấn đề gì đó, đó thì là mình phải ngưng ngay. Khi ngưng được rồi đó thì mấy chị mới bắt đầu bỏ cái nắp ca lên, xong xuôi rồi đi lại cái quy trình rửa mặt trước, xong xuôi rồi đi toner đó, từ step một. Có 5 bước, trong nó có 5 bước thì mình đi từng bước một để xem thử là cái gì làm cho mình mẫn cảm. Thì mình bớt cái đó ra, thế thôi. Đã lỡ mua rồi mình, mà cái này là hàng chắc chắn 100% là chỉ cái da này có vấn đề giống như chị Hương nói thôi, chứ thật sự nó không có đến nỗi gì là mình phải lo về cái da này. Vậy chắc trong trường hợp này có thể là da không phù hợp thì chắc có lẽ là mình nên nên đổi qua sử dụng Nutri Essential hay là những bộ khoan, đừng có bỏ uổng. Dùng tại vì mình loại trừ mình nói trước đã. Dùng theo cái kiểu loại trừ trước cái nè. Đúng rồi. Đồng ý. Ở đây thì mình có một câu hỏi, vì mình còn có 3 phút nên là em sẽ có một câu này về Aslock Youth, cho nên là em sẽ hỏi để giúp mọi người biết luôn. Và sau đó có một câu cuối cùng nữa, thì hai câu nữa là mình kết thúc với Mina. Thì cái này thật ra em nghĩ chắc là cũng một vài anh chị gặp rồi, nhưng mà tại hôm nay thì mình vẫn chia sẻ đó. Sẵn tiện mình đang nói về slot lifespan và slot youth. Thì có chị hỏi là chị đã uống đã sử dụng slot youth, chắc là chị ở Mỹ 5 tháng nay rồi, thì không sao cả, nhưng mà gần đây đó thì bắt đầu có những cái giống như là kết những cái hạt màu đỏ đó, giống như là mụn bắt đầu nó nổi lên trên mặt. Khi mà ngưng không có dùng Aslock Youth nữa thì ok, không sao, nó lại lặn đi. Nhưng mà nếu như mà lại quay lại sử dụng Aslock Youth thì những cái mụn hoặc là những hạt hột gần giống như mụn này đó, nó lại nổi lên. Và không làm sao mà làm cho nó xuống được. Thì không biết đây là có phải là do vấn đề về thải độc không, hay là do quá trình thế nào, và tại vì... có một cái quá trình gì đó nó hơi bị lạ ở chỗ này. Thường là sau khi thường thường nó phản ứng trong vòng 21 ngày đầu. Đúng rồi, ít khi nào mà đi tới 5 ngày sau thì thành ra là mình phải cẩn thận, ngưng ngay đi rồi bắt đầu tính. Rồi mình có thể là uống lại một viên đó, mình bớt đi, ngưng 2 tuần xong rồi mình uống lại một viên, 2 viên, 3 viên. Vậy đó. Dạ đúng rồi, tại vì ở thị trường Việt Nam uống thêm nước gấc nữa đi. Uống thêm gấc, uống thêm gấc G3. Ok. Tại vì ở thị trường Việt Nam đó thì tụi em cũng có một người ăn là khi mà dùng Aslock Wildspan, đúng là nó cũng thải độc ra rất là mạnh và nó cũng ra rất là nhiều mụn đỏ trên mặt luôn, và mấy tháng liền không có hết, là anh Hà Lan. Nhưng mà đúng như cô Hà nói là uống cái là nó thải độc ra liền, chứ không phải là đợi 5 tháng sau nó mới ra. Nên là vậy. Không, nhưng mà cô này á, là nói là cái mụn là cái hộp nhỏ nhỏ chứ không phải mụn là khác nữa. Rash. Hạt đỏ đúng rồi. Cái hạt đỏ chứ không phải mụn, thành ra mình phải để ý là nó là một cái vấn đề khác đây nè. Mình cần phải xử lý nó. Rồi vậy có gì inbox Hà đi. Được. Vậy có gì em thấy tên của chị ở đây đó, thì có gì chị nhắn tin riêng qua lo Hà cho tư vấn thêm cho nó ăn đặt. Vậy thì câu hỏi cuối cùng để mình kết thúc với Mana này. Đương nhiên là câu hỏi mà em nghĩ là rất nhiều người sẽ rất quan tâm, đó là hồi nãy giờ nghe mọi người chia sẻ quá hay đi, nhưng bây giờ mình lấy trường hợp là một người mà không có được tài chính, làm sao mình có thể lọc ra được là một hai cái sản phẩm mũi nhọn nào bên trong và bên ngoài,
họ có thể tập trung trước, mà họ không có thể nào đủ tài chính để mà họ dùng tất cả các sản phẩm cùng. Rất là nhiều người hỏi câu này từ nãy giờ nên em nghĩ đây là câu hỏi quan trọng, chắc nhiều người quan tâm mình dùng để kết thúc của webinar ngày hôm nay. Ok, thì cho Hà xin trả lời cái này, hỏi chị Hương trả lời đi. Chị Hương là tính con số rất là giỏi. Không, chị Hà, vấn đề là bạn ấy hỏi câu hỏi muốn nói lại Phương là không có tài chính mà muốn sử dụng sản phẩm, tức là muốn sử dụng sản phẩm của mình thôi, hay là sử dụng để cho vấn đề nám, hay là chỉ sử dụng cho khỏe thôi? Dạ không cho nám đó, không. Tức là rất là nhiều người bị nám đó, nhưng mà bây giờ không có điều kiện kinh tế để dùng hết những cái sản phẩm này, thì bây giờ là có thể giúp mọi người lọc ra là cái nào là cái tối thiểu nên dùng đầu tiên. Đấy thì cái bởi vậy nếu mà nói về nám rồi á ha, mà tối thiểu để mà dùng đơn giản nhất thì đây là cái kinh nghiệm của mình, là cái bên ngoài là chỉ cần cái phê bát 180 với cái chống nắng thôi. Vâng. Đó là cái tối thiểu đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, bởi vì mình cũng đã từng cho cái người nhà mình cũng chỉ có xài có vậy thôi. Nhưng mà đây là cái trường hợp là cái người này là bị nám do sử dụng cái mỹ phẩm không tốt ở bên ngoài, tức là ý mình nói là cái nám do tác nhân bên ngoài. Vâng. Đó thì đơn giản dùng cái đó để thôi. Còn gọi là nếu mà uống bên trong nữa thì tùy, có thể chọn giữa cái Tigreen hay là Merinovega. Thì cái Merinovega là rẻ nhất. Vâng. Có ba cái thằng này thì Merinovega là rẻ nhất. Vâng. Đó. Là cái đơn giản nhất. Ok. Thôi. Nhưng mà nói thật sự là cái phần lớn của các bạn là phần lớn nám do thay đổi nội tiết tố là nhiều. Do sau khi sinh con, do sử dụng thuốc ngừa thai và do đến gọi thời kỳ tiền mãn kinh, thì nó thật là cái nám này là nội tiết tố thì không thể nào mà đơn giản nhẹ nhàng được. Thực sự là cái này thì nên là phải cái R2 với cái waspen, thì một trong hai cái được, cả hai còn không thì sao một cái rút cũng được, cái waspen đó thế thôi, chứ còn không thể nào mà chị Hà thấy sao? Chị Hà em thấy thế là ít lắm rồi đó. À, đúng rồi, khi mà mình không có tiền thì mình phải làm tiền. À đúng rồi chị, đúng rồi chị dạ. Đúng rồi, làm kiếm tiền mà sai còn gì. Bên Mỹ thì có cái ADR thì Hà bắt đầu mua cho họ, và sau đó thì có điểm ADR thì để người ta xài thêm. Còn bên Việt và cũng bắt họ phải, ví dụ như là nhờ họ đi giới thiệu một vài người, chừng 5 người thôi là mình có thể có sản phẩm free rồi. Đúng rồi. Đúng. Anh của Điên nói đó là không phải là tại vì cái tivi nó mắc, mà là tại mình không có tiền. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình quyết định rồi, như hồi xưa mà Hà làm về tài chính đó, anh chị không? Làm về tài chính là khi mà ngồi xuống mà muốn mở một cái bảo hiểm là mình đã phải tiết kiệm, đừng có đi ăn. Mình tính đi, một ly cà phê một bây giờ cũng 60-70 ngàn rồi. Mình đi chừng hai bữa cà phê mình có thể làm mua cái kem rửa mặt, đúng không? Rồi mình đừng có đi ăn tiệm nhiều, độc tố không, mà mình về mình luộc rau ăn cho nó sang, cho nó sạch, vậy thì mình cũng dư tiền để mình mua đồ dinh dưỡng để mình uống cái bên trong. Để ăn thua nên mình thôi, mình chịu khó gò cắt bên này sẵn bên kia để mà mình chăm sóc sức đẹp và sức khỏe cho mình. Thì cái đó tùy theo cá nhân. Đó, thì giống như Hà đó, hồi mà mới vào đó, Hà làm đó, là Hà tiết kiệm, hồi mà làm bảo hiểm như vậy, làm tiết kiệm là coi như ngày chủ nhật thay vì đi lễ xong rồi ra đi ăn đi chơi, thì bây giờ là một tuần, mỗi tuần đi lễ về là đều được đi ăn chơi hết. Hà mới nói bây giờ để dành tiền cho tụi con đi học, và rồi để dành tiền thì bây giờ ngày chủ nhật đi lễ xong về nhà mẹ nấu cho tụi con ăn hoặc đãi tụi con, xong rồi mình để dành cái tiền đó mình mua bảo hiểm. Thì bây giờ cũng vậy, mình có cái gì mình phải có mục tiêu, mình nói là nó sẽ xong. Ok. Hay quá. Thế là không ngờ chúng mình đã kết thúc một cái webinar về nám và tàn nhang bằng một bài học về quản lý tài chính cá nhân của cô Aloha. Dạ. Thì đúng rồi. Dạ. Ăn thua cho mình thôi, ăn thua cho mình thôi. Chứ mình cứ nói mình không có tiền rồi ngồi đó, mình phải tìm cách để kiếm tiền. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Và giống như chúng mình muốn hay chia sẻ là vai trò của chúng mình là người định hướng và đưa ra giải pháp, đúng không? Cho nên là mình phải định hướng được luôn cho người khách hàng của mình, là mặc dù kinh tế hạn chế nhưng mà vẫn phải xác định là với những vấn đề như là nám và tàn nhang đó, mình phải điều chỉnh lâu dài, chứ không thể nào kỳ vọng là mình dùng một vài sản phẩm trong một tháng là có kết quả được, đúng không ạ? Và thứ hai đó, giống như cô Hà có bài học quá hay,
là nếu thật sự mong muốn cải thiện tình hình thì sẽ có cách thôi, nếu mà mình muốn thì sẽ có cách, đúng không ạ? Trong tiếng Anh có câu đó thì rất là tuyệt vời. Và vậy là hôm nay vui quá trời vui, tự nhiên webinar ngày ngày hôm nay của mình có tới sự tham gia của tới 3 chuyên gia, là mỗi chuyên gia vào một mảng mà đã giúp cho chúng mình có được những cái thông tin rất là đầy đủ, cũng như là giải đáp được những câu hỏi rất là quan trọng, rất là nhiều người quan tâm về vấn đề nám và tàn nhang trên da, và chủ yếu là dành cho các chị em phụ nữ. Nên bây giờ mình đã hết cái thời lượng dành cho webinar của ngày hôm nay, cho nên là em xin chân thành cảm ơn sự tham gia chia sẻ của cô Hương, của chị Khánh Vân và của cô Aloha. Rất là cảm ơn mọi người đã chia sẻ những điều rất là quý giá với mấy chị em trên webinar ngày hôm nay. Dạ, cho nên là hẹn gặp lại cả nhà mình vào webinar tối ngày mai, cũng vào lúc 21 giờ Việt Nam ở www.chibaodan.com. Dạ, vậy thì mấy chị ở Việt Nam thì chúc các anh chị ngủ ngon, và đối với lại chị Khánh Vân, cô Aloha và các anh chị em khác ở Mỹ thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và đầy năng lượng ạ. Cảm ơn Phương, cảm ơn. Chào chị Hà, chào Khánh Vân nha. Dạ, yêu bye Phương. Dạ, cảm ơn cả nhà nhiều, hẹn gặp lại.